Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ sau khi mình luyện vũ khí mà mình luyện mới được có hai cây thương phóng với một cây thương đánh nhiều thôi nha. Mà bây giờ mình sẽ đi tháp mình kiếm vũ khí mình vô đấu trường mình luyện tiếp mà mình kiếm đồ tiếp. Rồi sẵn mình lên quýnh quái biết đâu nó rớt vũ khí ra mình lên up sau. Thì vũ khí thì từ từ mình up sau đi. Nói chung các bạn nên up á thì up ở đảo ma nó sẽ dễ hơn và lấy hai con người cỡ rồng á, công nó tới 23 quýnh rất là nhanh. Sau khi có cộng rồi, một cây cộng khoảng 10. 10 hoặc 20 các bạn lên kia luyện rất là nhanh. Chứ không có cộng quýnh thì nó có nói chung cũng lâu lắm. Thì mình hiện tại là mình luyện được hai cây thương phóng với một cây đánh nhanh, mình sẽ luyện 4 cặp. Đấy, mình sẽ luyện 4 cặp như thế này, một cây thương phóng với một cây đánh nhiều. Mình sẽ cho hai cặp là hai ngựa bay, một cặp là cho ngựa vàng. Rồi một cặp nữa là mình cho con ngựa đen mà Sun á, mà luyện bên đây mình chuyển qua. Vậy thôi, còn nhiều là mình luyện kiếm. Pháp sư á, thì mình cũng không luyện nhiều. Pháp sư chủ yếu là xài vũ khí ngôi sao. Vũ khí ngôi sao còn ngon hơn là hút. Mình xài vũ khí ngôi sao. Thôi bây giờ mình lên tháp chơi đi. Mình lên tháp luyện chơi đi nha anh em. Bây giờ thì đi map thì cũng được. Nói chung bây giờ đi map cũng được mà anh em nào muốn luyện cũng được. Tại vì hiện tại mình luyện được chưa có luyện kiếm nhiều. Bây giờ á mình sẽ chỉnh chế độ đánh ở bên trong. Chứ đi map mà coi bên ngoài coi không sướng mắt. Mình sẽ luyện mà mình sẽ chỉnh map bên trong các bạn xem luôn nha. Coi vậy cho nó đã chứ giờ coi quýnh lòng vòng có nhiều thì mình chơi cũng thấy chán, cái gì lấy gì coi không chán. Đầu tiên mình sẽ kiếm mấy con ngon ngon vô. Luyện lại bà này lên level 40 nha. Bà phép kia lên. Bà phép này 40 rồi, mình bỏ bà ở ngoài đi. Mình luyện bà phép kia.
Tạm thời như vậy đi, mình đem kiếm 1-2 rồi mình đánh hết nha, chừa mấy kiếm 7-8 lên nếu có. Giờ mình chỉnh chế độ bên trong. Xem cho sướng. Mà này cho ngoài đi. Tắt toàn thể, tắt. Thử. Bên trong. Mình này bắn cung bắn xa không có kỹ năng. Nhất gì chỉ coi đánh gì mới đã. Chạy kịp không nào? 1, 2 nó đi. 1, 2, 3 kẹp. Bốn hai phần trăm mà không hút được, không thể công kích, chán quá thiệt chứ. Nó đánh trúng mình nhưng nó chết là nó không lấy được gì nha. Nó chết sao không chạm được. Quái. Vô đây thì lâu nhưng mà coi đánh nó đã. Ôi, xịt lên chút mới mở được. Vãi chè đậu đen. Chơi nút O ghét bị lẹt hay sao bấm nóng ăn. Chơi ghét bị lẹt luôn rồi. Lâu quá. Quýnh mà cung không quýnh lại.
hút mà màu tím cộng lông gà đó, với hút mà màu xanh lá cây mà xuyên người 100% là chết. Vậy mà đánh cũng không được, được đánh hai cái. Lâu thiệt, đi ngón mắt lâu thiệt. Đánh trước 10 cái. Coi xe người quân tướng kìa.
phát nó ngay cái thùng. Xôi không hút rồi nó lấy thùng. Thiệt không hút thiệt. Đừng. Bà này né đẹp thiệt. Đừng thiệt chứ chứ.
hụt đánh trước, hụt đánh hai cái. Hút hai cái với hút tắc sắt. Thấy xin người đâu, thấy được xin người nha, quá tuyệt vời.
tiếp tục hết hai anh chọn vô hai thùng này. Tục không tăng được. Sắp hai thằng ăn trộm vô hai cái cửa thùng hết trơn. Chèn da này. Thùng này. Nắp vô cái thùng này. Đó. Điểm giọt đi không coi tướng công có 20 như công tới 21 rồi.
50%. Một trăm phần trăm là hút nha. Đây đúng, 100% luôn nè. Trăm phần trăm là hút chiêu. Hút rất sát luôn.
quên đưa cuốn sách đỏ vô. Hay kém cộng 7. Đánh ở trong gấp thua lâu gấp 2 lần ở ngoài. Nên mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu mà mấy bạn muốn mình thích đánh ở trong thì mình cứ comment, mình sẽ đi tháp luyện đánh ở trong cho bạn xem nha. Chứ đánh ở trong thì nó lâu hơn đánh ở ngoài nhiều lắm.